Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Dự Khánh cùng chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, hoa mắt chóng mặt là triệu chứng gặp ở rất nhiều người. Và để hiểu rõ hơn và có chế độ dinh dưỡng phù hợp cho triệu chứng này, chúng ta hãy cùng gặp chuyên gia của chương trình, đó là Dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin chào Dược sĩ ạ. Xin chào MC Dương Khánh, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa Dược sĩ, theo y học cổ truyền, gọi hiện tượng hoa mắt chóng mặt, đột ngột mặt mày xây sẩm là gì ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Trong y học cổ truyền thì người ta gọi cái chứng bệnh này là chứng huyễn vựng. Huyễn vựng ấy ạ. Huyễn vựng. Huyễn có nghĩa là hoa mắt, chóng mặt, cảm giác mọi thứ ở trước mặt mình nó quay cuồng. Còn vựng có nghĩa là cảm giác ở trước mặt mình nó tối sầm lại, không còn nhìn thấy gì hết. Và hai cái hiện tượng này nó thường đi kèm với nhau, cho nên trong đông y người ta gọi đấy là huyễn vựng. Vậy chứng mất ngủ thường xuyên thì theo y học cổ truyền định nghĩa như thế nào? Những chứng mất ngủ thường xuyên thì y học cổ truyền gọi là thất miên. Thất miên có nghĩa là những cái trường hợp mà khó ngủ hoặc là khó đi vào giấc ngủ, ngủ hay tỉnh giấc, hoặc là sau khi tỉnh giấc mình rất là khó đi ngủ lại. Có một vị khán giả gửi câu hỏi về chương trình như sau. Chào bác sĩ, em thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải và khó thở, kèm theo đó là hay bị hoa mắt, về đêm rất khó ngủ. Vậy em có thể dùng thuốc bổ não nào không? Dược sĩ có thể giải đáp thắc mắc cho vị khán giả này ạ. Với những biểu hiện mà vị khán giả vừa nêu thì cho thấy rằng là vị khán giả đang có những cái biểu hiện của cái chứng rối loạn tuần hoàn não kèm mất ngủ. Để mà được điều trị tối ưu ấy thì có thể là bệnh nhân nên đi thăm khám để tìm nguyên nhân đích thực, nguyên nhân chính xác gây nên cái triệu chứng này. Nếu mà chưa có điều kiện đi thăm khám, bệnh nhân có thể tham khảo dùng các cái thực phẩm chức năng, nó có tác dụng vừa có tác dụng hoạt huyết lưu thông tuần hoàn máu não, vừa có tác dụng an thần, nhưng nên lưu tâm là dùng những cái thực phẩm mà nó có chiết xuất từ dược liệu, chiết xuất hoàn toàn từ những cái thảo dược thiên nhiên thì nó sẽ tốt hơn cho bệnh nhân. Vâng ạ, Dương Khánh được biết là cây lạc tiên và tâm sen là những vị thuốc mà rất dễ kiếm ở trong cuộc sống, điều trị mất ngủ và an thần. Theo dược sĩ thì thông tin này có đúng hay không ạ? Đúng như bạn nói thì cây lạc tiên và tâm sen đều là những cái vị dược liệu quý mà đã được ông cha ta sử dụng từ rất là lâu đời rồi. Lạc tiên nó là một loại cây dây leo, có rất là nhiều tác dụng. Thành phần thì có chứa rất là nhiều alkaloid và các hoạt chất quý khác. Ngoài cái tác dụng an thần, giúp dễ ngủ, đưa chúng ta vào những cái giấc ngủ rất là sâu, giấc ngủ không mệt mỏi, thì lạc tiên còn có một số tác dụng khác như là giúp thanh nhiệt, giải khát. Đấy, còn tâm sen ấy thì nó cũng là một cái dược liệu được biết đến để điều trị các cái chứng mất ngủ. Vậy hiện nay trên thị trường có sản phẩm nào từ thảo dược như dược sĩ vừa chia sẻ giúp người bệnh an tâm sử dụng không ạ? Có rất là nhiều cái sản phẩm mà nó chữa được cái chứng mất ngủ. Thực ra nếu mà để điều trị chứng mất ngủ không thì bạn chỉ cần dùng các cái sản phẩm mà nó có chứa các cái dược liệu giúp an thần dễ ngủ như là cao bình vôi, vông nem, lạc tiên hay tâm sen là cũng đã được rồi. Nhưng để tốt hơn cho cái hệ tuần hoàn mà bạn tìm được một cái sản phẩm mà nó giúp hoạt huyết ban ngày còn nó giúp an thần vào ban tối thì nó rất là tối ưu cho những cái chứng bệnh hoa mắt chóng mặt. Tức là khi mà máu của chúng ta ban ngày được lưu thông đều, được các cái tế bào thần kinh được nuôi dưỡng và đáp ứng đầy đủ năng lượng để nó có thể làm việc tốt cái công việc của nó ấy, thì ban đêm chúng ta cũng sẽ có những cái giấc ngủ nó ngon hơn. Vì vậy tôi được biết đến có một cái thực phẩm chức năng đấy là bát não tiên,
nó có cách sử dụng rất là tối ưu. Nó kết hợp giữa viên ban ngày là giúp để hoạt huyết, đưa máu lên não, còn viên ban đêm giúp an thần, giúp chúng ta có những cái giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu giấc mà khi ngủ dậy chúng ta không có cảm giác mệt mỏi, uể oải hay là khó chịu. Thưa dược sĩ, sản phẩm bát não tiên tốt như vậy thì dược sĩ có thể chia sẻ những thành phần có trong bát não tiên không ạ? Thực phẩm chức năng bát não tiên là một sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy phép và được sản xuất ở một cái nhà máy đạt tiêu chuẩn sản xuất thuốc tốt, đấy là nhà máy dược phẩm Phương Đông. Thành phần thì có rất nhiều thành phần, nhưng mà tôi có thể nêu qua một số những cái thành phần nổi trội. Trong thực phẩm chức năng bát não tiên thì nó có hai cái lọ, một lọ là dùng ban ngày, một lọ dùng ban đêm. Cái viên dùng ban ngày thì nó bao gồm các cái hoạt chất quý như là ginkgo biloba giúp đưa máu lên não, giúp cung cấp các cái oxy cho các tế bào thần kinh. Cao đinh lăng thì giúp lưu thông tuần hoàn máu não, giảm các triệu chứng đau đầu, chóng mặt. Cao đỏ ngọn thì nó giúp chống các cái bệnh xơ vữa động mạch. Ngoài ra còn có rutin làm vững thành mạch kết hợp với cả cái enzyme natokinase là phòng ngừa các cục máu đông. Vì vậy là dùng viên ban ngày thì nó có tác dụng là lưu thông tuần hoàn máu não, giúp đưa máu lên não. Còn ở viên ban đêm thì lại chứa rất là nhiều dược liệu quý như là tâm sen, bông nem, cao bình vôi, lạc tiên, giúp an thần. Ngoài ra nó còn chứa thêm cái chất dẫn truyền thần kinh, đó là GABA. Cái chất GABA này thì nó có tác dụng là giảm stress, giảm căng thẳng. Và khi mình giảm stress, giảm căng thẳng thì đương nhiên là việc cái giấc ngủ của mình nó sẽ ngon hơn, đúng không ạ? Dương Khánh thay mặt toàn thể quý vị khán giả cảm ơn dược sĩ về những chia sẻ rất là hữu ích về sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng những phút vừa rồi của chương trình sẽ phần nào giúp cho quý vị và các bạn có thêm những kiến thức bổ ích về sức khỏe. Và để được tư vấn kỹ hơn, xin quý vị liên hệ tới hotline 033 567 2008 và địa chỉ hòm thư tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.